Bích Ti xin thân ái mến chào toàn thể quý khán giả của Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại hôm nay lại đến với quý thính giả với một đề tài cũng rất là hấp dẫn và một nữ lưu trong nền văn học Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là bà Hồ Xuân Hương cùng với thơ văn của bà. Bích Ti xin mời anh Võ Văn Bằng. Dạ, thưa kính chào quý vị khán giả đài Việt Mỹ Television. Dạ. Thưa cô nói cũng rất là đúng. Có thể gọi là trong cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19 á, thì có một cái nhân vật thật là Hồ Xuân Hương xuất hiện, thật là đúng là nữ lưu. Là vì trong thời gian giao thời giữa cái văn hóa Đông Tây á, thì bà là người có một cái lối văn là duy trì, có tính cách tuy cá nhân nhưng mà độc lập. Cho nên những cái văn nhân thi sĩ lúc bây giờ tôn bà là nghĩa là một cái bà chúa của thơ nôm. Thì cái nội dung của thơ bà thì hẳn có cái hai ý nghĩa, một cái ý nghĩa thanh và tục. Thì hôm nay chúng tôi xin phép để mà thêm giải thích một vài ý kiến trong cái về cái ý nghĩa thanh, nghĩa là ý nghĩa đen. Thì ta biết bà là một cái văn sĩ, là một nữ sĩ rất là thông minh từ cái lúc nhỏ, vì cái dòng dõi của bà cũng là thuộc về nho gia, nghĩa là đã từng làm quan. Thì khi mà bà đang còn học sinh học trò thì cái tính thông minh cái xuất chúng đã lộ hiện ra. Thì có một hôm bà đi trong giờ ra chơi, bà bị té bộ. Thì trong cái lúc té bộ như vậy á, thì học trò nó đến nó dịu, nó cười. Thì bà xuất khẩu làm thơ liền. Thì giờ bà làm câu thơ như thế này: giơ tay với tự trời cao thấp, sạc cạnh đó xem đất vắng dài. Thì bà rất là nhanh trí, bà nói ra ta giơ tay, đưa tay lên để quay sự trời để quay cao hay thấp. Và đưa cái cạnh ra để đo đất vắng dài. Thì khi mà trong cái phong kiến, trong cái thế hệ đó mà bà thấy bà dám làm ra, đưa ra những cái danh từ là trời là cũng giống như là voi lên trời chơi cho vui thôi, cũng có tôn trọng chứ cả. Đưa tay ra và sọt cạnh đo thêm đất vắng dài. Thành ra bà là cái người mà giờ thưa thông minh xuất chúng từ ngay trong cái lúc đại học. Thì lớn lên thì thường hay bà hay giao du với những cái người mà những cái nhân sĩ, những cái người mà tài ba có học. Thì trong đó bà thường hay chơi với một cái ông gọi là tên là ông có cực ông là tên là Hồ, thường hay là đến để mà giao du và nói chuyện qua văn thơ. Và ông này cũng có cái tính cách chọc ghẹo ba nữa. Đó. Thì một hôm ông có những hành động hơi sổ sàng, cho nên bà làm một bài thơ bà mắng lại. Thì tức như là câu thơ như thế này: anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh nghèo nguyệt giữa ban ngày, này này chỉ bảo cho mà biết, chốn ấy hang hùng chớ mỏ tay. Thì bà cũng cho là kể cả là người chị bảo cho mà biết ấy, nghĩa là chỗ nó đàng hoàng ấy, và chỗ ấy hang hùng chị giữ mỏ tay. Thì ông là ông tính hộ ấy, nhưng mà bà hộ thì hùng là một. Thì ông kia cũng trèo lại, cũng chọc lại, thì ông cũng đối lại với cái bài thơ: này này ông tịnh, này ông tịnh, này ông say, này ông nghèo nguyệt giữa ban ngày, hang hùng vĩ bặng không ai mỏ, sao có ho hùng con bọc trong tay. Thì đó là một cái câu đối của ông. Thì cái hang hùng, những cái mà ông bà đưa ra những cái danh từ có cái tính cách ám chỉ và cũng có cái tính cách hai nghĩa nữa. Thì về cái đời tư của bà, cái đời sống của bà thì có lẽ là cái sự tiến bộ của bà, sự giao dịch, nghĩa là cái lúc xưa cái thời kỳ phong kiến là cái kiểu mà
nam nữ thò thò bất thân, nghĩa là cũng có cái giao du với người đàn ông, cũng có cái gần gũi đàn ông, nhưng mà bà là cái người mà tiến bộ, cái người mà đưa lên, có thể là trong cái thời kỳ đó mà bà đưa lên một cái tư tưởng nghĩa là cái bình nam nữ bình quyền, cho nên bà thường hay mạnh dạn bất chấp những cái dư luận, bất chấp những cái thời kỳ mà phong kiến, cái quan niệm phong kiến, bà giao du với tất cả những cái người, những cái người, những cái văn sĩ ở trong cái thế hệ của bà. Cho nên đời sống của bà thì thật ra cái người khi nào cái người có tài cũng có cái trợ ngại, cái hồng nhan thì bạc mệnh đó, giống như là cái truyền kiều trong Nguyễn Du ấy, thì bà vì cho nên bà cái đời sống của bà rất là hẩm hiu. Bà có hai cái đời chồng, một cái đời chồng thứ nhất là tất nhiên là ông đời chồng thứ nhất thì tức là cái ông tổng cấp ấy, cái ông này là một cái cũng là một cái gia giàu và cũng mua quan bản chức mà thôi. Ấy, nghe cái danh từ tổng cấp thì nó oai lắm, chứ ông này thì có cái tên là cái tổng cấp là cái tên để móc nôi thôi, chứ ông thật ra cái tên là Nguyễn Nguyễn Bình Bình, Nguyễn Bình Kình. Thành ra ông này thì cũng có vợ ấy, nhưng mà vì ông có gia giàu có và ông cũng là có một chút văn nghệ nữa, có cái máu về văn chương nữa ấy, cho nên rước bà về ấy, để làm vợ kế đó, và làm cho bà một cái nhà tụy tà ở xa ra để mà hàng ngày như vậy để mà nhìn trăng, để mà làm thơ, để mà giao tế với tất cả những văn nhân thi sĩ trong cái trong cái khu vực đó, trong cái chỗ đó. Thành ra bà sống với ông này trong một thời gian, nhưng mà giờ cuối cùng á thì có lẽ là hai bên không có hợp nhau. Đấy. Cho nên bà ly dị. Thì lúc xưa mà nghe cái chuyện mà ly dị là không có, nhưng mà bà đã ấy, nghĩa là không đồng ý, không giống nhau ấy, thì bà ly dị để có một cái đời sống khác ấy, thì đó là cái ông tổng cốc. Cho nên khi mà ly dị ấy, có bà làm một cái bài thơ gọi là khóc ông tổng cốc, giống như một cái bà tế sống như vậy. Thì chốc nữa giờ xin mời cô để ngâm. Rồi một cái người chồng thứ hai là ông Phụ Viện Tường thì ông này là một cái ông phụ cũng là trong cái bạc mệnh, cũng là chỉ có cái làm vợ kế thôi, làm cái thiếp thôi. Cho nên ông này thì chỉ sống trong khoảng 27 tháng thôi, cũng là đời sống của bà rất cảm hiu. Thì qua hai bài thơ trên thì xin mời cô để thương ngâm lên để cho quý vị để thưởng thức cái hai cái bài thơ khóc của ông Phụ Viện Tường, khóc của ông tổng cốc, và bài thơ để khóc ông Phụ Viện Tường. Thì khi mà ông Phụ Viện Tường khóc thì giờ đúng khóc thật, nhưng mà ông Phụ Viện Tường khóc có tính cách là khi mà chia rẽ, khi mà ly dị thì cũng giống như là cái bài khóc để mà tế sống của ông thôi, để mà từ giả. Dạ xin mời cô. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, nãy giờ quý khán giả đã nghe sơ qua cái tiểu sử của bà nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì như anh Võ Văn Bằng mới thưa nghe từ đầu là thơ văn của bà phải nói là bây giờ truyền lại cho hậu thế, mà nó có hai ý nghĩa, một nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng mà thanh và tục nữa. Dạ thì thành ra mình muốn nghĩ như thế nào cũng được hết, nhưng mà phải nói là thơ của bà rất là hay. Ngày xưa Bích Tí nhớ là thưa anh em, ngày xưa em đi học ở dưới trung học đó. Dạ thì các thầy các cô cũng cho tụi em cũng đọc thơ Hồ Xuân Hương, và cũng phải học thuộc lòng một số bài thơ nổi tiếng của bà đó thưa anh. Dạ thưa anh, thì người ta thường thường nói là cái hồng nhan bạc phận đó. Thì Bích Tí nghĩ rằng bà Hồ Xuân Hương á, tuy rằng bây giờ mình không thấy có cái hình ảnh của bà để lại, chỉ có thơ văn để phải không ạ? Dạ. Dạ, không thấy cái hình của bà như thế nào. Dạ, nhưng mà Bích Tí nghĩ rằng bà cũng là một nữ sĩ rất là đẹp. Thành ra là thứ nhất là bà có cái tài cầm kỳ thi họa, tài rất là đa tài, với tâm hồn mà lãng mạn nữa. Thành ra là bà cũng, nhưng mà cái số kiếp mỗi người mỗi kiếp mỗi số phải phải đi làm bé đến hai đời chồng lận,
Dạ, thành ra mà khi mà ngày xưa mà mấy cụ mà lấy vợ thì có thể lấy 5 thê 7 thiếp, thì về nhà làm kiếp kiếp chồng chung đó, dạ thì khổ lắm. Vâng, thì có cả vợ lớn nữa, là mình là bà vợ bé, không biết bà vợ bé thứ mấy đây. Thành ra cái vấn đề mà chăn gối á, của ông chồng á, cũng đối với mấy bà vợ này thì cũng bà ông chồng phải chia nhau, phải chia ra phải không anh? Thành ra bà cũng rất là bà cũng, một tháng rồi thì gì mà bà đến ông chồng có cả gặp bà thì chừng có một hoặc là hai lần thôi phải không anh? Thành ra làm vợ như vậy thật ra cũng buồn lắm. Thì lại còn ghen tương nữa. Thành ra bà có làm một số cái bài thơ, chẳng hạn cái bài thơ kiếp chồng chung đây. Dạ đây vâng, để có gì biết tin ngâm cái bài thơ kiếp chồng chung này để cho quý khán giả thưởng thức bài thơ này như thế này. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lặng, năm thì mười họa chẳng hay chớ, một tháng đôi lần có không, cố đấm ăn xôi xôi lại hầm, cầm bằng làm mướn mướn không công, thân này ví biết giường này nhỉ, thà trước thôi đành ở vậy xong. Dạ vâng, đó là cái bài thơ kiếp chồng chung mà em thấy bà than cái số phận của bà cũng tội ghê anh nhỉ. Cái câu cuối cùng là thà trước thôi đành ở vậy xong, tức là lấy chồng rồi thì cảm thấy hối hận, là chẳng thà ở vậy đừng có lấy chồng nữa. Dạ vâng, còn cái câu cố đấm ăn xôi, thưa anh có thể giải thích cho quý khán giả biết cái cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm có nghĩa là gì thưa anh? Dạ, thưa, ở đây là một cái danh từ gọi là một cái cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm, cầm bằng làm mượn mượn công công, thì đây là một cái gọi là một cái thành ngữ của Việt Nam, và có lẽ là cái người đầu tiên cả mà làm thơ đã dùng những cái thành ngữ của Việt Nam. Cái thành ngữ thì đặc biệt hẳn không phải là giống như cái điển tích mà các cái văn thơ cũ xưa cổ đã làm, nhưng mà cái cố đấm ăn xôi thì có nghĩa như thế này. Khi mà người ta cố gắng, người ta có thể chịu đựng về cái sự đánh đập đó, cố để mà đã được một cái việc gì đó, thì kiểu cố đấm là đấm là đánh đập đó, để mà ăn được, để mà có đạt cái kết quả gì đó. Nhưng mà khổ như vậy, đã chịu như vậy rồi mà lại cái xôi đó là xôi hầm là xôi siêu, xôi thổi, ăn nghĩa là rất là khó ăn, cho nên cố đấm ăn xôi, xôi lại hầm. Bằng cầm bằng làm mướn thì mướn công công, thì thường thường làm mướn là tức là làm để lấy công, giống như ở đờ thì ở đờ thì có tiền, cũng như làm mướn thì có những công nhật cái tiền hàng ngày. Thì ngay như cái Hồ Xuân Hương, ngay như Hồ Xuân Hương bà là bà chịu làm thế thiếp đi để chịu đấm đi, nhưng mà cái chịu đấm nữa thì thật ra cũng được không có được thì được không bao nhiêu, cứ mỗi tháng mà gặp ông chồng đôi ba lần cũng quá như là công thôi. Vì lẽ cái phần hẩm hiu của người mà làm vợ lẽ đó, thành ra không có được gì cả, cho nên cái kiếp bà than vãn lên, cố đấm ăn xôi, xôi là hẩm, cầm bằng làm mượn mượn không công. Cho nên cái danh từ cố đấm ăn xôi giống như là một cái thành ngữ, một câu rất hay. Khi mà nói cố đấm ăn xôi thì người ta hiểu được là khi mà người ta đem cái thân mạng, đem cái công việc, đem cái việc làm của chúng ta ra đó để mà được một cái gì thì cũng thật cũng được gì cả. Đó, thì cũng được chăng nữa cũng bao nhiêu cũng đền bù lại cái công của mình cho xứng. Dạ, thưa giờ thưa cô nghĩa như vậy. Dạ, theo anh giải thích thì em thấy là làm thường thường á, mấy ông mà có vợ bé đó, có thế thiếp thì thường cưng mấy bà nhỏ hơn, phải không ạ? Thì bỏ lơ bà lớn á. Nhưng mà theo cái bài thơ này thì biết đi thấy là chắc ông chồng là ông tổng cóc này đó, dạ ông có nhiều vợ. Ông có nhiều vợ, nhiều bà, thành ra là ông phải chia giờ giấc ra, chứ đâu phải chỉ có bà lớn xong đến bà nhỏ này đâu. Thành ra giờ giấc cho mấy bà này cũng ít lắm, dành cho mỗi bà một ít. Dạ vâng, và thưa quý khán giả, sau đó thì ông tổng cóc và với bà Hồ Xuân Hương này ly dị với nhau.
Mà ngày xưa thưa anh là em biết là mà người ta dùng cái chữ chữ ly dị em thấy cũng không có chính xác lắm phải không anh? Ngày xưa họ mình đâu có cái chuyện mà đi ra tòa gì hay đi làng nước gì lấy nhau mà đi ra mà ly dị đấy phải không anh? Thì họ làm cách gì mà họ họ ly dị với nhau được? Ví dụ như vậy họ bà Hồ Xuân Hương bà đi về nhà bố mẹ bà ở rồi bà phải tuyên bố với gia đình chồng như thế nào thưa anh? Anh có thể biết cái thời xưa nào thưa anh? Cũng trước giờ cũng có ly dị chứ. Cũng có hôn thú rồi cũng cũng có mà khi mà mặc dù là vợ lẽ nhưng mà cũng có giấy hôn thú rồi rồi cũng là có ly dị cho nên có một cái câu lúc xưa mà nhất từ là một cái chữ ký đó là cách là nhất từ là tất nhiên là thành cách xa là ngàn trùng đó. Nhưng mà cái Hồ Xuân Hương thì rất là độc đáo hơn mọi người cái chỗ là vẫn là vượt ra ngoài cái gông cùng của cái lễ giáo cái thời phong kiến ấy. Vì bà ly dị là bye bye thôi, nghĩa là không cần phải là giấy tờ nữa, không cần phải là những cái bằng chứng nữa. Thì bà đến với là cũng vì cái nghiệp cá cầm, cái nghiệp văn thơ cho nên bà quen được một cái ông quan lớn hơn là ông Phù Vĩnh Tường. Dạ. Thì giờ trong cái ông Phù Vĩnh Tường này thì thưa cũng là chỉ có sống một thời gian 27 tháng trời thôi. Thì sau khi ông cũng là chết, ông cũng mất, ông lìa đời. Thành trong khi lìa đời thì bà có làm một bài thơ. Dạ, và cũng xin cô để ngâm lên cái bài thơ Khóc ông Phù Vĩnh Tường. Dạ. Dạ vâng, thì trong này Bitty có hai bài thơ. Một bài thơ là Khóc ông Tổng Cóc, tức là ông chồng trước của bà Hồ Xuân Hương đó. Vâng, để Bitty đọc cái bài thơ đó lên cho quý vị nghe nhé. Khóc ông Tổng Cóc. Chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi rồi đấy nhé, nghìn vàng không chuốc dâu bồi bồi. Dạ vâng, và cái bài thơ thứ hai mà bà Hồ Xuân Hương đã viết cho ông Khóc ông Phù Vĩnh Tường, khi mà mới có 27 tháng mà ông đã mất đi qua đời, thì bà khóc như thế này này. Trăm năm ông Phù Vĩnh Tường ơi, cái nợ bà sinh đã trả rồi, chuông chọc vắn chương ba tấc đất, tung hê hồ thị bốn phương trời, can cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng tôi càng khôn khép lại rồi. 27 tháng trời đã mấy chốc, chứ trăm năm ông Phù Vĩnh Tường ơi. Dạ vâng, đó là cái bài thơ và Khóc ông Phù Vĩnh Tường. Và thưa anh thì trong cái bài thơ em mới ngâm đó thì nó có câu nằm nọc đứt đuôi như vậy. Nằm nọc đứt đuôi tức là nó có một cái cổ tích như thế nào thưa anh? Chuyện tích như thế nào? Cái này thì giờ cũng phải là cổ tích mà hằng rất là khoa học. Là vì cái nằm nọc á là nó thuộc về cái loài con, tức là của từ con ếch nhái, con nhái mà ra. Thì khi mà cái loài nhái là nó sống về thủy, nó sống về ở dưới nước và trên khô. Thì khi mà cái con nhái á, cái con nồng nọc á, nó nở ra thành con nồng nọc, cái trứng của con nhái nó nở ra cái con nồng nọc, thì nồng nọc nó nở ra ở dưới nước. Thì khi mà nó muốn lên cuối không á, khi mà là cái đuôi của nó bị đứt, nó mới nhảy lên cuối không được, thành ra nó sống hai môi trường. Cái môi trường ở dưới nước và môi trường ở trên khô. Thế nên giờ thưa cũng luôn tiện đây, giờ chúng tôi cũng có một câu chuyện để tuy nó lạc đề một chút nhưng mà để kể cho quý vị nghe để thưởng thức cho vui. Dạ kính thưa quý khán giả, thưa anh, cho em xin phép để tạm ngưng cái phần mà anh sắp sửa kể cái câu chuyện hay đến đây cho quý vị. Vâng, và xin quý vị đừng có rời máy và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài giây phút quảng cáo. Xin cảm ơn.